Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với video nhận định một cổ phiếu hàng ngày cùng em Thư. Đến hẹn lại lên thì em Thư lại ra một cái video để phân tích về một cổ phiếu, và trong cái video này em Thư sẽ phân tích về một cổ phiếu AIB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam. Anh chị mình theo dõi video có thể là cho em Thư xong một nút like cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube của Trịnh Phát ạ. Và anh chị mình cũng đừng quên là thả những cái quả tim màu tím bên dưới phần bình luận video để tăng cái độ tương tác cho video ngày hôm nay anh chị nhé. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Và anh chị mình có những cái một cổ phiếu mình quan tâm thắc mắc cần em Thư hỗ trợ giải đáp thì có thể là comment bên dưới phần bình luận video, em Thư sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị. Còn bây giờ để không làm mất thời gian của quý chị nữa thì em Thư xin phép được đi vào cái nội dung phân tích ngày hôm nay. Do là cái phiên chiều ngày hôm nay thì em Thư không có livestream để mà nhận định thị trường và phân tích các mã cổ phiếu cùng với anh chị, nên là trong cái video này em Thư sẽ tổng quan về thị trường cho anh chị nhé. VN-Index hôm nay kết phiên ngày 19 tháng 3 năm 2024 thì đóng nến tại cái vùng 1.242,46, giảm 1.10 điểm, tương đương là 0.09%. Toàn thị trường thì có là 216 mã cổ phiếu tăng chiếm 39,85%, 242 mã cổ phiếu giảm chiếm 44,65%, và trong đó là có 84 mã cổ phiếu tham chiếu chiếm 15,5%. Về tổng giá trị giao dịch thì là 21.649,44 tỷ đồng anh chị nhé. Tác động tích cực đến chỉ số VN-Index thì có là Vinhome, VIC, VLX, HPG, TCB, BHR, này, NKG và EIB. Tác động tiêu cực đến chỉ số thị trường thì có là VCB, này, BID, VRE, FPT, GAS, OCB, LGC, SSI. Về khối ngoại thì giá trị mua bán là âm 865,94 tỷ, chủ yếu tập trung là bán SSI, VRE, VBB, BVD. Mua thì có là VIC, NKG và VLX. Về tự doanh thì giá trị mua ròng là âm 784,79 tỷ. Bán thì tập trung là bán MWG, FPT, BNG, GMDS và BBB anh chị nhé. Về thị trường thì cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên hồi phục, tuy nhiên thì không quá mạnh anh chị, và sẽ cần phải thận trọng trong cái phiên ngày mai và cái phiên ngày mốt, vì cái view cá nhân em thì em đánh giá là thị trường của mình nó sẽ còn gặp áp lực điều chỉnh trong cái phiên ngày thứ tư và cái phiên ngày thứ năm nữa, nên là những anh chị nào mình đang nắm giữ các mã cổ phiếu và nắm giữ trong cái danh mục của mình với tỷ trọng cao, và mình đặc biệt là mình nắm giữ vì thế ngắn hạn nữa, thì mình nên chủ động cân nhắc khi mà thị trường nó có những cái nhịp phục hồi thì mình cơ cấu mình hạ tỷ trọng dần cho nó an toàn anh chị. Còn mà anh chị mình đã theo câu lạc bộ lâu rồi thì câu lạc bộ có view cho mọi người là quanh cái vùng cản 1266 là đã cho chị mình cơ cấu hạ thị trọng dần rồi, nên là anh chị mình đang nắm tiền trong tay thì có thể là tiếp tục nắm giữ, mình không mình tránh đu mua vội vàng trong cái giai đoạn này anh chị nhé. Về cái kịch bản thị trường cho cái phiên giao dịch ngày tiếp theo thì đầu tiên chúng ta nhìn vào cái khung 15 phút ha, thì em Thư có đưa ra hai cái kịch bản như sau: một là cái kịch bản tích cực, hai là cái kịch bản tiêu cực. Thì nếu như mà thị trường của mình, anh chị có thể thấy được là hiện tại nó đang tích lũy cho cái vùng biên 1239 1246 nè, thì nếu như mà nó tích lũy tốt, nó tích lũy thành công thì khả năng là đầu phiên nó vẫn sẽ có những cái nhịp đà nhịp phục hồi về quanh 1249 1254. Khi mà nó hồi về đây thì nó sẽ có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh, tại vì khung H1 anh chị thấy được là nó vẫn đang còn cản mây, nên là nếu mà tăng mạnh thì cũng không hẳn, thì nếu như mà nó có tăng thì nó sẽ có những cái nhịp rung rũ điều chỉnh lại thôi. Và cái kịch bản thứ hai đó là cái kịch bản tiêu cực, thì nếu như mà VN-Index của mình nó tích lũy không thành công thì khả năng là nó sẽ quay lại kiểm định về cái vùng 1231, là cái vùng hỗ trợ giao găm trong khung H1 là 1231 ở đây. Không giữ được cái vùng này nữa thì nó sẽ quay lại cái vùng 1220 anh chị ha, 1220. Thì đây là hai cái kịch bản cho cái phiên giao dịch ngày tiếp theo anh chị mình có thể là cân nhắc tham khảo anh chị. Mua mới thì hiện tại là em Thư vẫn khuyến nghị cho anh chị mình là tránh tham gia mua đu mua vội vàng anh chị. Còn anh chị nào đang nắm giữ với tỷ trọng cao thì cân nhắc những cái nhịp hồi để mà mình cơ cấu mình hạ tỷ trọng dần cho nó an toàn. Ok, thì đây là kịch bản Thư đối với thị trường. Tiếp theo thì mình sẽ nói về mặt cổ phiếu anh chị nhé. Đầu tiên là về góc nhìn dài hạn cho khung tháng, AB anh chị có thể thấy được là cái hiện tại nó đang nằm trong MACD nè và đang có cản giao găm 65, nên là trong cái giai đoạn này để mà nói AB của mình nó được tăng mạnh mẽ thì em chưa có đánh giá cao cái khả năng này, nhưng mà nắm giữ thì vẫn nắm giữ được anh chị nhé, nắm giữ thì vẫn nắm giữ được, nó vẫn đang được hỗ trợ tốt bởi quanh cái vùng giao găm 129 là tại cái vùng giá 17.97, nên là cái mã này nó chưa có vi phạm gì. Anh chị muốn nắm giữ thì vẫn nắm giữ được, nếu như mà nó mất cái vùng giá 19 17.9 thì khi đấy nó có khả năng là nó điều chỉnh lại
quanh cái vùng hỗ trợ 16.4. Thì nếu như mà nó mất luôn cái vùng 16.4 này thì mới có khả năng là điều chỉnh sâu anh chị. Nên là anh chị nào mình đang nắm giữ vị thế dài hạn thì cân nhắc nếu như mà nó vi phạm các cái vùng giá mà em vừa nói thì khi đấy mình sẽ chủ động cơ cấu anh chị nhé. Còn hiện tại thì nắm giữ vẫn được. Còn mua mới thì em chưa có khuyến nghị cho anh chị mà tham gia ngay lúc này. Như em nói vừa nãy là AB hiện tại trong khung tháng của mình nó đang đường giá đang nằm trong mây và có kẻ giao gấp 65. Nên là mình cứ chờ đợi và mình quan sát thêm thôi anh chị. Quan sát thêm thôi. Còn nắm giữ thì nắm giữ vẫn được anh chị nhé. Nếu như mà nó vi phạm các vùng giá mình sẽ chủ động cơ cấu sau. Hiện tại thì mã này chưa có khuyến nghị cho anh chị mà tham gia trong khung tháng. Về góc nhìn trong khung tuần. Đối với AB anh chị có thể thấy được là có một cái điểm tích cực là cái biên giá của nó hiện tại là đang hẹp dần rồi. Thì đây là một cái điểm tích cực của nó. Tuy nhiên thì trong khung tuần là cái phiên ngày hôm nay là AB của mình nó vượt lên được cái vùng cản giao găm, cái vùng giá 18.5. Thì nếu như mà cái tuần này mà AB của mình nó xác nhận đóng nến được trên quanh cái vùng giá 10 18.6 đến 19 thì khả năng nó sẽ tích cực hơn anh chị ha. Khả năng sẽ tích cực hơn. Còn hiện tại thì anh chị đang nắm giữ vị thế trung hạn thì vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ được anh chị, vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ được. Nếu như mà nó có vi phạm cái vùng giá 16.4 thì khi đấy mình sẽ cơ cấu sau, còn hiện tại thì nắm giữ vẫn được. Còn mà điểm tham gia mua mới thì em Thư hiện tại chưa có khuyến nghị cho chị mình tham gia AB. Có thể là chờ nó vượt hẳn cái vùng cản trong khung tuần quanh cái vùng giá 19 thì hẳn tham gia. Còn hiện tại thì cứ quan sát thêm thôi chị ha. Nếu như mà nó không vượt được cái vùng giá 19 thì nó sẽ tiếp tục sideways quay tích lũy thôi. Và đến cái giai đoạn mà nó gặp cái EMA mỏng thì nó sẽ có cái những cái nhịp phục hồi tăng nó tích cực hơn. Còn hiện tại thì anh chị mình muốn tham gia cứ quan sát thêm. Nắm giữ thì nắm giữ vẫn được. Khi nào mà nó có vi phạm cái vùng giá 16.4 thì khi đấy nó sẽ cơ cấu. Còn hiện tại chưa vi phạm gì thì vẫn nắm giữ anh chị nhé. Khả năng nếu như mà chị mình kiên trì nắm giữ thì vẫn có thể là nhận được các cái vùng giá 20.3, 20.3, 20.7. Sorry anh chị, 20.3, 20.9. Nên là cứ kiên trì nắm giữ anh chị ha. Về Kundalini. À, đây là một cái mẫu phiếu mà em Thư đã có làm video về nó rồi vào cái ngày 23 tháng 1 anh chị. Thì và cái giai đoạn đó là một cái thời điểm mà thị trường của mình nó gặp áp lực chút là trước Tết nên là mặt cổ phiếu EIB của mình nó cũng có những cái biến động nhất định. Và cái ngày hôm đó thì có khuyến nghị cho anh chị mình là tham gia lấy vị thế quanh vùng giá 19.4, 19. Tuy nhiên thì các cái phiên hôm sau thì nó điều chỉnh từ đó mạnh chị. Nó chỉ trụ trụ lại được khoảng đâu đó 3 phiên sau đó nó bị điều chỉnh mạnh. Thì mã này cũng có báo cho anh chị cái giá để mà stop loss là khi mà nó vi phạm cái vùng giá 18 chị ha. Tuy nhiên khi mà nó điều chỉnh về quanh cái vùng giá 18.4 thì nó có những cái nhịp hồi lên, thì những cái nhịp hồi này là cái cơ hội để cho chị được cơ cấu. Còn hiện tại thì đối với mặt cổ phiếu này nếu như mà anh chị mình nắm giữ và mình đang có cái vị thế mua tôi nói tốt rồi quanh đâu đó cái vùng giá 17.7 nè thì mình vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ anh chị ha, vẫn tiếp tục nắm giữ được. Chờ những cái nhịp hồi về quanh 19, 19.3 thì mình sẽ chủ động mình cơ cấu một phần anh chị. Còn mà điểm tham gia mua mới thì hiện tại là em kiến nghị cho anh chị là sẽ phải chờ nó vượt hẳn cái vùng 19.4 chứ không nên ly thì nó vẫn đang còn hai cản giao găm. Còn khu mắc một thì mặc dù là có hỗ trợ đó nhưng mà mình khoan tham gia trong cái giai đoạn thị trường như thế này anh chị ha, tránh tham gia đu mua vội vàng. Nắm giữ thì vẫn nắm giữ được, chờ những cái nhịp hồi phục hồi để mà mình cơ cấu thôi. Còn điểm tham gia mua mới thì chưa có khuyến nghị cho anh chị. Ok, thì đây là góc nhìn của em Thư đối với mặt cổ phiếu AB. Anh chị mình thấy video hữu ích có thể là cho em Thư xin một nút like cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Chim Cu Chính Phát ạ. Và anh chị mình có những cái một cổ phiếu mình quan tâm thắc mắc cần em Thư hỗ trợ tư vấn giải đáp thì có thể là comment bên dưới phần khung phần bình luận, em Thư sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị. Còn anh chị mình muốn trực tiếp tư vấn thì có thể là liên hệ qua số điện thoại trên thư chị nhé. Anh chị mình có quan tâm thì có thể là tham gia vào room cộng đồng, thì trong cái room này em Thư sẽ hỗ trợ giải đáp các cái mẫu cổ phiếu cũng như là nhận định thị trường hàng ngày cho anh chị. Ok, đến đây thì video cũng kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.